Hôm nay mình mời các bạn ghé quán bún cá Hiếu Thuận ở thành phố Long Xuyên. Quán bún cá này đã tồn tại hơn 30 năm và được nhiều người dân ở đây gọi với cái tên là quán bún cá kỷ lục. Vì từng được tổ chức kỷ lục Việt Nam gửi bằng khen công nhận nơi đây có món ăn thuộc top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam. Cô chú chủ quán đều là giáo viên về hưu, rất là hiền hậu và dễ mến. Quán mình mở lâu chưa chú? Tính bây giờ là cũng trên 30 rồi. Trên 30 năm. Mấy giờ mình mở cửa vậy chú? Đúng rồi là 2 giờ. 2 giờ là... Tới chừng nào chú? 2 giờ mỗi tới 9 giờ. Mình được cái xác nhập kỷ lục Việt Nam vậy đó là năm nào hả chú? Năm 2012. Đây là hình của tổ chức xác lập kỷ lục Việt Nam gửi cho quán bún cá Hiếu Thuận. Còn đây là xác lập kỷ lục đặc sản bún cá Long Xuyên của tỉnh An Giang, được công nhận vào top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam. Cái này là lịch của kỷ lục Việt Nam năm 2016. Có món bún cá in trong này nữa chú. Chú mở lên giùm con xem nha. Có dịp tới Long Xuyên thì các bạn hãy thử ghé quán bún cá Hiếu Thuận để thưởng thức tô bún cá Long Xuyên ngon đúng điệu nha. Ăn bún cá ở đây thường người ta kêu thêm đầu cá và hộp vịt lộn nữa. Địa chỉ quán bún cá Hiếu Thuận rất là dễ tìm, nằm kế ngã tư đường Lê Lợi và Nguyễn Thái Học, gần Hồ Nguyễn Du, thành phố Long Xuyên, An Giang. Đây là món đầu cá lóc, ăn với bún cá rất là ngon.